Ở đây con trai nhiều hơn hay con gái nhiều hơn nhỉ? Bây giờ này nhá, tôi bảo đấy, nếu con trai thì hôm trước, con gái hôm sau nhá. Ai con trai? Ai con gái? Con gái nhiều hơn ạ. Thế thì sau đây sẽ là bài Nếu Không Có Em. Vỗ tay lại tất cả không nào? Cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.